đạo Phật có ngày vô minh, có người báo hiếu, đạo thiên chế có điều ra thức tư, giải tín đồ thành kính cha mẹ. Xã hội Tây Phương có Ma Đa Đê, tức là ngày nhớ ơn mẹ. Nhưng cần gì phải có những ràng buộc nhắc nhở ấy? Bởi vì mẹ thương con là một thiên tính, là một bà nhân hãng nhỏ. Mà mẹ đến đó là Phật chỉ mong con nên người chứ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện báo đáp. Bởi nếu con không nhìn thấu được cái tình và cái đơn mẹ cho con từ thuở một lòng cho đến lúc trưởng thành tạo lập cuộc sống riêng, không hình dung nổi chặng đường gian truân dưỡng dục, thì mẹ có mong gì sẽ nguyện lớn tưởng của con. Nam ca bình dân nước ta truyền từ đời này qua đời khác vẫn khó khăn, nên nay mới biết nơi đâu mai khi mới biết công lao mẫu tử. Và vì vậy người ta không quên nhắc nhau: mẹ già ở chốt lều chết, sống thăm tối hiếm mới đầy già con. Có người còn nhấn mạnh hơn: cung đông cho mẹ con cha kính mẹ đến chúa sinh thần. Mẹ ơi, giờ này con đã khôn lớn, đã lao sai giữa cuộc đời, nhưng mỗi khi hồi tưởng lại những ngày nhỏ dài trong vòng tay sâu sắc của mẹ, con không khỏi buồn buồn ngày xưa cái nhà của cửa Dạ, cái đồ ăn bỏ lên bao giờ bắt đầu cũng cúng rồi chứ. Cầu nhà, mời các tình hãy nhận được chó bỏ bên anh là cái hạt độc lai luôn. Đã cung thiếu những bài hát sinh tử, cao sinh tử. Hả? Easy, 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 easy. Nhà quốc tế, nhà quốc tế, nhà quốc tế. Mẹ vẫn hay giảng về cái nghiệp lực theo đuổi mỗi người. Con đã tạo nhiều nghiệp ác trong kiếp đầu trước, nhưng chưa từng có cảm chút nên mới sinh ra làm con của mẹ để nhận lại cái nhân tài ác đạo. Nhờ mẹ hướng dẫn, con đã thoát ra khỏi lòng diễn viên để trở thành khán giả ngồi nhìn lên sân khấu. Vì mình là trẻ đủ tuổi, làm sao để lúc nằm xuống khỏi đôi lúc tâm dạng và xéo, vì những nghiệp ác mà mình đã tạo ra trong các diễn xuất ở ngoài sân khấu.
em à, khi nào mà em vào chùa kìa. Mày hãy nhận nơi đây những lời sáng ước. Ở chùa, bước vào chùa, mang cây sọ 100. Mang cây sọ mà lấy được. Mang cây sọ, mang nấu, nấu cơm chay á, ngày mai á, ngày mai á. Rồi, mang cây sọ 100. Nếu 100, nếu 102. Rồi, nếu 102 là tiền hương lên mà thờ ba với má vậy đó. Hằng năm mình phải đóng 102. Tiền anh Hạnh. Rồi, anh Hạnh 200. Thôi, 200 mấy chứ đâu phải 200. Không bao giờ đi xuống tên mua ám tiền của tổng. Ông diễn cho nên em không có cần lo. Anh nghe thấy đâu có rượu đó. Cái đồ ăn ngon trời đó. Ủa? Nó dễ thương chưa? Cháu bà được ha, thấy cái nào cũng xô á. Kinh khủng.